gia đình đây thì cũng có ý thức là không có chặt cây phá rừng, thì cũng là bảo vệ rừng. Trồng và phát triển rừng không chỉ mang đến giá trị hiện tại mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống cho tương lai. Không chỉ riêng trách nhiệm của chính quyền mà là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân. Vũng Tàu vốn là bán đảo, ba bên là biển, và biển với rừng luôn có sự đan xen. Trong 8 huyện thị của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích rừng tự nhiên Vũng Tàu đứng thứ 3 với 2.484 hecta. Bao bọc hầu hết bán đảo Vũng Tàu là hệ thống rừng ngập mặn tạo thành vành đai che chắn Vũng Tàu trước sóng gió biển mặn xâm nhập vào bên trong đất liền. Trong lòng phố, trải đều trên 9 phường xã là những cánh rừng nguyên sinh, và tập trung hơn cả là khu vực núi lớn, núi nhỏ, núi nứa. Riêng trên hai ngọn núi lớn, núi nhỏ nằm ở trung tâm thành phố, phủ dày rừng tán thấp. Trở thành lá phổi xanh, điều hòa không khí, phân tán lọc khói, bụi, tiếng ồn, giữ độ ẩm, ngăn chặn xói lở cho thành phố. Thấu hiểu vai trò của rừng, nhất là đối với địa hình bán đảo, Đảng bộ chính quyền thành phố Vũng Tàu trong từng thời kỳ, giai đoạn xây dựng phát triển đều chú trọng đầu tư điều kiện, giải pháp bảo vệ rừng. Qua công tác tuyên truyền vận động thì nhìn chung các cái hộ dân thì ý thức người ta cũng đã nâng lên rất là rõ rệt và gắn cái trách nhiệm trong cùng với chính quyền địa phương công tác bảo vệ rừng. Giờ như tôi cũng là người dân ở cái núi này thì tôi có thấy ai săn bắn thú rừng thì tôi báo cho kiểm lâm biết, lên bảo vệ rừng, lên chặt cây cắt cối gì đó thì tôi báo. Qua biến động của lịch sử, kiến tạo tự nhiên, thời tiết, khí hậu và xây dựng phát triển, diện tích rừng Vũng Tàu có nhiều biến động. Trong hơn 2.484 hecta rừng hiện tại thì có đến 28,3% cây rừng được trồng lại. Gần 72% cây rừng được tái sinh tự nhiên. Độ che phủ rừng phần lớn đạt chất lượng B và C, trong khi loại A, chất lượng tốt nhất, chiếm tỷ lệ thấp. Đặc biệt, rừng ở khu vực núi lớn, núi nhỏ đã ở giai đoạn sinh trưởng và phát triển kém, sụt giảm vai trò phòng hộ bảo vệ, cũng ảnh hưởng đến mỹ quan của rừng. Độ che phủ rừng thấp kết hợp với độ dốc cao, thiếu thảm thực vật chống xói mòn, nên núi càng dễ sạt lở đất đá khi mưa lớn. Thực tế, sườn núi lớn, núi nhỏ đã có nhiều lần xảy ra sạt lở, dù chưa gây thiệt hại về người, nhưng thực sự cảnh báo để chính quyền các cấp, các ngành thành phố càng nỗ lực tìm giải pháp bảo vệ và phát triển rừng. Năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu giao Phòng Kinh tế lập dự án cải tạo, nâng cao chất lượng rừng khu vực núi lớn, núi nhỏ. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu phê duyệt tháng 2 năm 2016. Trên cơ sở dự án đã được phê duyệt, Trung tâm Nghiên cứu rừng và đất ngập nước thuộc Liên hiệp các Bộ Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiến hành khảo sát địa chất, địa hình núi lớn, núi nhỏ, đánh giá thực trạng rừng và đưa ra những đề xuất cải tạo, nâng cao chất lượng rừng khu vực núi lớn, núi nhỏ theo hướng tạo ra màng xanh bền vững, tạo cảnh quan, cải tạo môi trường, cân bằng sinh thái. Cùng theo mục tiêu của dự án, hàng năm thành phố Vũng Tàu triển khai trồng rừng thay thế, loại bỏ dần loại cây giá trị thấp, dễ sâu bệnh. Năm 2017 đến nay, thành phố đã trồng gần 13.900 cây trên diện tích 158,8 hecta rừng tại khu vực núi lớn, núi nhỏ. Các loại cây được trồng chủ yếu là lim xẹt, phượng vĩ, trôm, bằng lăng, đều là những loại cây phù hợp với địa hình, khí hậu ven biển. Ngoài đầu tư trồng rừng bằng ngân sách, thành phố cũng tích cực huy động nhiều nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia phát triển và bảo vệ rừng. Giai đoạn 2024-2025, bên cạnh việc tập trung chăm sóc, bảo vệ rừng hiện hữu, diện tích rừng mới trồng, thành phố Vũng Tàu còn xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng rừng tại khu vực núi lớn, núi nhỏ, trồng thêm 1.000 cây vừa gây rừng vừa tạo cảnh quan phục vụ du lịch.
triển khai đề án rà soát cải tạo rừng ngập mặn ở khu vực phường 12. Thành phố sẽ quan tâm cải tạo theo hướng phát triển bền vững, tạo môi trường cảnh quan và tạo tiền đề cho du lịch về sinh thái. Hàng năm thì phòng cũng thường phối hợp với hạt kiểm lâm và địa phương, phường xã có rừng, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn dân, nhân dân tại khu vực có rừng bảo vệ và phát triển rừng. Triển khai dự án trên địa bàn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn là một trong những doanh nghiệp rất chú trọng bảo vệ môi trường và chú trọng hơn cả là trồng và bảo vệ rừng. Năm 2022, công ty tổ chức trồng 400 cây rừng, gồm 300 cây lim xẹt, 100 cây phượng vĩ trên khu vực núi lớn, khoảng 200 cây đước ở vùng ngập mặn xã Long Sơn, tương đương 4 hectare rừng. Diện tích cây mà công ty trồng này đang sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện công ty cũng đang bảo tồn 24,3 hectare rừng ngập mặn, môi trường sống của nhiều loài, đặc biệt là các loài thủy sản. Mảng xanh được công ty tạo ra góp phần giúp hấp thụ hơn 418 tấn carbon dioxide mỗi năm và giảm thiểu tình trạng xói mòn đất do thủy triều. Chúng tôi luôn quan tâm đến môi trường. Tôi nghĩ đây cũng là biện pháp hữu hiệu giảm thiểu thời tiết cực đoan mà chúng ta đang đối mặt hiện nay, và được là biến đổi khí hậu. Một buổi tuần tra kiểm soát rừng của lực lượng kiểm lâm thành phố Vũng Tàu bằng GPS và thiết bị Flycam. Flycam có thể bay cao hơn 500 mét, bán kính quan sát tầm 5 km, giúp lực lượng kiểm lâm bao quát rừng từ trên cao, đặc biệt là ở khu vực rừng có địa hình đồi núi hiểm trở. Ngăn chặn sự xâm hại rừng, thời gian gần đây, lực lượng kiểm lâm tăng cường quản lý bằng công nghệ, song song với tuần tra thực địa. Và nhờ công nghệ Flycam giúp lực lượng chức năng phát hiện nhanh những khu vực rừng bị lấn chiếm, chặt phá rừng trái phép hoặc phân định vùng trọng điểm khu cháy mà ứng phó kịp thời. Tỉnh cũng rất là quan tâm, tạo điều kiện trang bị cho hạt kiểm lâm Vũng Tàu Phú Mỹ cái Flycam để bay kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện các cái hành vi vi phạm. Sau khi có những cái thông tin từ phía Flycam thì bên chỗ hạt kiểm lâm sẽ bố trí lực lượng trực tiếp để phối hợp với các ngành kiểm tra xử lý vi phạm. Các thảm thực bì dưới tán rừng tại khu vực núi lớn núi nhỏ phát triển mạnh trong mùa mưa, nhưng đến mùa khô lại tạo nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Trong khi rừng trên các núi đá địa hình hiểm trở, không có đường xe cơ giới nên rất khó khăn trong phòng chống cháy rừng. Mỗi đầu mùa khô, thành phố đều xây dựng và triển khai phương án phòng chống cháy rừng, thực hiện công trình đường băng cản lửa. Công trình được lực lượng kiểm lâm kiểm tra tu bổ hàng năm. Hệ thống cấp nước trên núi phục vụ việc chữa cháy khi xảy ra cháy rừng cũng được thành phố đầu tư quy mô bài bản. Các địa phương có rừng, cơ quan đứng chân trên địa bàn rừng cũng xây dựng kế hoạch phòng chống cháy rừng hàng năm, sẵn sàng phối hợp hiệu quả cùng lực lượng chức năng chữa cháy khi xảy ra cháy rừng. Chúng tôi cũng thường xuyên là tuần tra bảo vệ rừng bằng mọi cái nhiều hình thức cũng như tuyên truyền về cái công tác phòng chống cháy rừng bằng ba lô, tuyên truyền bằng tờ rơi, đồng kết với hợp tổ khu phố, nhân khu phố ở các địa bàn có rừng. Vào mùa khô thì thực hiện theo chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng như là Ủy ban thành phố Vũng Tàu, ban chỉ đạo tỉnh thì về phía hạt kiểm lâm sẽ xây dựng bố trí công chức trực 24/24 để đảm bảo cái công tác phòng cháy chữa cháy khi có sự cố cháy rừng xảy ra. Bảo vệ và phát triển rừng tại thành phố Vũng Tàu đã và đang có sự chung tay nỗ lực góp sức của toàn xã hội. 5 năm trở lại, tình hình cháy rừng tại Vũng Tàu giảm hẳn về quy mô. Từ năm 2019 đến nay, trong điều kiện thời tiết bất thường, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu xảy ra 5 vụ cháy rừng nhưng đều được xử lý kịp thời, thiệt hại không đáng kể.